trả lời anh. Em ở đâu tối nay? Nhìn anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt vốn dĩ trong veo nơi em lạc về đâu mất những cảm xúc thật. Nó đi em đừng làm anh tin rằng nước mắt nơi em rơi dễ dàng. Trả lời anh, em làm gì tối nay? Đừng cứ mãi, đừng lặng im như vậy. Em có nhớ khi em nói hai đứa yêu nhau chẳng điều gì quý giá hơn chân thành? Đến đây thôi mình rời tay đi, anh không thể đi xa hơn. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay. Vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên ai như đôi ta đã từng. Có một người đã ngưỡng chưa nhìn thấy gì, những phép màu xảy ra cuộc đời mấy khi. Nên bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không còn niềm tin. Trả lời anh, em làm gì tối nay? Đừng cứ mãi, đừng lặng im như vậy. Em có nhớ khi em nói hai đứa yêu nhau chẳng điều gì quý giá hơn trả thay? Đến đây thôi mình rời tay đi, anh không thể đi xa hơn. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay. Vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên ai như đôi ta đã từng. Có một người đã ước chưa nhìn thấy gì, những phép màu xảy ra cuộc đời mấy khi. Nên bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không còn niềm tin. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay. Vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên ai như đôi ta đã từng. Có một người đã ngưỡng chưa nhìn thấy gì, những phép màu xảy ra cuộc đời mấy khi. Nên bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không còn niềm tin. Nên bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không còn niềm tin.